Ồ, tội nghiệp quá ơi, bà nội à, bữa nay làm gì bắt con đi đủ thứ hết vậy hả? Ruột nó nhổ răng con nè. Ồ, đứa ruột khóc rồi kìa. Khóc luôn rồi, bây giờ cho kiếm chỗ nằm ngủ ơi. Để lên salon đi, đứa ruột quá trời tội nghiệp Mẹ quá tìm cái đi. giường á, chạy lên lấy cái giường nó xuống Không, cho nó nằm đây được rồi, khỏi giường, mẹ lấy, mẹ trải cho nè. Đứa ruột không? Lại đây con nè, nằm đây đi. Đây bà nội trải nè, lên đây nằm, để lên. Ở lên, ôi tội nghiệp quá đi, ôi. Xuống đây con, hey, sleep, sleep, sleep. Nằm nằm xuống đừng có lung tung, mới phải đi bệnh viện về. No, 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 không được. No, no, don't take. No, no, stop. No, no, stop. No, no, stop it. Cái này cần giữ cho 10 ngày. Giữ vậy hả? Yeah. Chết rồi. Ờ, đừng được rồi, tội nghiệp quá đi. 10 ngày nha. Tới 10 ngày lắm. Rồi chừng nào có đi lại bác sĩ lại không? Yeah, thứ hai tuần sau nữa. Thứ hai thì 3 ngày với 10 ngày. No, 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 relax, relax. Lâu lâu. Rồi cãi cho muốn nằm đâu nằm đi, tội nghiệp quá đi. Mới đi bệnh viện về nhổ gan. Nhổ gan với Thiến. Mới được là mới đi bệnh viện về nhổ gan với Thiến. Trời ơi khóc bà con ơi, tội nghiệp quá trời luôn rồi khóc nè. Mấy người này sao đi tự nhiên đi Thiến tôi gì vậy trời. Nghiệp quá đi. Còn cái băng trên tay thì chút xíu là nửa tiếng nữa, tiếng nữa là cao được. Người ta vô nước biển chích thuốc con nó đau quá bà nội ơi, sao bà nội? Khám máu gì làm hết toàn bộ luôn. Ừ hết nhiêu rồi? 561 đồng. Ồ hết 561 đô. Ồ trời nghiệp quá. Hai cái viên thuốc nữa nè. Ừ mời cho uống thuốc. Nghiệp quá. Ôi cái này sao mang cái này chạy tùm lum nhà được đây. Nó khóc nè, bị nó khóc bà nội bà không. Để về ông nội cái bữa nay tôi nghiệp quá rồi. Thôi đó đừng có chạy lung tung nữa. Nằm im đi con. Ôi. Tội nghiệp quá à. Cho nghỉ ngơi cho ba nhà ở nhà. Ừ. Không được đi bộ. Ừ, không được đi đâu nha, ở nhà đi nha. Ừ. Ôi cho nghiệp quá đi. Đây bây giờ mới dở vết xương ra nó cạo lông con nó đẩy hết trơn rồi bà nội vô nó vô nút biển nút gì đau quá bà nội đây nè. Ồ nó chích gân ở đây nè. Trời nghiệp quá. Rồi nó đâu đâu đưa bà nội coi cái gân nào nó nhổ của con đâu, gân nào đâu. Nhổ hết cái gân đâu đây nữa nè. Bữa hổm gãy đó bà con nay nhà nè nó không có lú ra rồi nay nhổ ở đây nè. Tội nghiệp quá. Ừ, gọi thêm đi Thiến nữa. Đó, trời ơi. Ừ, mới mới đi thêm Thiến về nữa đây. Ừ, thương quá à. Hồi nãy về nước mắt khóc bà con ơi, tội nghiệp quá đau quá khóc. Sáng không biết tự nhiên vụ người ta đi xe chở người ta đi chơi cái Thiến người ta rồi nhổ cái găng nữa nè. Đó, đau quá bà nội ơi, 10 ngày con phải đeo cái này nè bà nội. Ừ. Chút nữa về mét với ông nội nha, nói tụi nè nó kỳ quá ba của con á, nó chở con đi đâu rồi về bây giờ con đau quá trời luôn rồi. Cắn á, cắn á, gãy răng nè. Cái răng sữa bị gãy rồi giờ phải nhổ bỏ răng cho nó mọc cái răng khác. Con mệt hả? Mệt con ngủ đi, mệt con nằm ngủ đi, nằm xuống ngủ đi bà nội trải nghiệm rồi đó, ngủ đi. Nha. À, bye bye bà con đi, bye bye bà con. Bye bye. Nằm đó đi nha, nằm ngủ đi bà. Cô ba ơi, con mới đi bác sĩ về. Con hồi nãy con khóc quá trời luôn cô ba, đau lòng quá à. Nó chích con hết mấy mũi suốt đó cô ba, nó vô nước biển nữa cô ba. Nó mổ con xong rồi bây giờ nó nhổ hết cái răng nữa. Đau quá cô ba ơi, coi nhà coi cô con khóc nước mắt không á cô ba. Trời nghiệp quá à. Xuân ba đi. Cô nhà nó chích gân con nè, cô ba nó cạo lông sạch ở đây nó chích nè cô ba con nha. Nằm xuống đi vết thương đó, đụng vết thương á con, nằm xuống đi. Nằm xuống nghỉ đi nha, nằm xuống đi bà nội thương. Đó, uống nước đi ông nội phục vụ cho mày đó, có đồ chơi một đống luôn không uống thôi. Không uống thôi đi, không uống thôi đi theo đó bà nội ông nội đi lên lầu. Gấu đồ chơi đồ một đống vậy thôi, tội nghiệp hồi nãy về nước mắt ròng ròng vậy bây giờ đỡ buồn rồi nè. Đỡ chút xíu rồi nãy khóc quá trời luôn rồi. Con nhịp quá ba đi, ba với mẹ đi rước con về, con buồn con gặp con tủi thân phận con khóc dữ nữa bà nội. Nhịp quá đi.
Bây giờ để đi theo ông nội, bà nội lên lầu đi, để ông nội ẩm, ông nội để ý cho. Tại cái tay cũng đau nữa, cái tay vô thuốc đồ ngay chỗ đó chắc cũng đau á, cái tay á. Rồi găng gì cũng đau. Lấy lên cho ăn hết đi. Vậy lấy đi, lấy lên đi, mời mời bà nội mua, ông nội ẩm. Ông nội ẩm. Ẩm có chừng đau anh ẩm nó sao nhẹ nhẹ. Cưng dữ lắm. Ẩm lên đây. Ôi trời. Rồi ẩm đi lên lầu đi. Anh nói bà có lên. Ừ rồi rồi, được rồi, đi đi bà ơi. Đi đi. Được đó nè. Đó, trời ơi, nằm trên giường ta không á, thấy chưa? Cưng gắm bà con ơi. Cháu nội đó. Cái này là nó kêu mình là với anh Liêm, ông nội bà nội nha. Chó của Michael với Diệu Hiền, con của Michael với Diệu Hiền. Con cô gà nó nói thương chó này 50%, nó không chịu đó. Nó kêu anh phải thương nó 100%, giống như nó gì đó nó mới chịu. Nói thương con chó là 50%, cháu nội gái mình nó không chịu, nó nói phải thương 100% luôn nó mới chịu. Chứ 50% là nó không chịu, nó sợ liếm cái vết thương á bà con, nên nó để gì á, nó đâu cho liếm. Không được đi ra sân cỏ, không được đi đâu nhiều nữa, quên nãy quên đó, người ta dặn rồi mà quên. Sao đi cỏ được? Nó con ha. Ừ. Mới nổ nhu. Ông nội mày cưng mày quá trời rồi. Cưng quá đi. Mời ông nội đi mua cái này. Ừ, ơi, ông nội mua cho ăn thêm nha. Cái? Biết ông cho ăn cái gì không bà con? Ảnh đưa cái anh em. Ông cho cái ăn cái đồ mà ta cho ăn là một hai cục để dạy cho mấy ông con rồi. Chó nó khôn á. Ông cho ăn hết luôn à. Cái bọc lên như mấy chục đồng cổ mua nè. Trời ơi, ông cho ăn đã thôi à. Ta bệnh. Ê, nhiều nhiều quá coi chừng nó đau răng đó. Nghỉ đi. Nghỉ đi, nhiều quá nó nhai cái răng, cái nấu răng nó đang đau. Được chưa, lỡ cho nó đi, mời mời em đi mua thêm để ăn nhiều sợ nó đau răng nó thôi. Nó giấu cái đó. Rồi hết rồi. Hết rồi ha con ha. Ừ, mơ ông nội cho ăn đấy, mơ ông nội mua đấy. Trời cưng lắm, muốn hung đó mà hung không được, nó bị cản trở lưu thông ơi. Bị cái đồ kia ve lên rồi, cưng lắm. Đâu được, con không được. Đâu được liếm đâu, vết thương không được liếm. Ê. Không, nó liếm cũng không tới, nó gãi lâu tay cũng đâu được đâu, nó muốn gãi lâu tay, gãi không được, nội gãi cho. Để mình ngồi gãi lâu tay cho. Gãi. Nó muốn gãi lâu tay, nó mà gãi cũng không được nữa. Gãi lỗ tai nó để ông nội gãi cho. Mày gãi đâu được. Gãi ông nội gãi lỗ tai. Nó không cho, nó muốn gãi ên nó mà gãi đâu được. Gãi không được rồi, rồi. Ê, đừng gãi con. Nó muốn gãi lỗ tai nó gãi đâu được, đợn á. Tức quá. Hai lòng nó muốn bươi cái đó cái trò xích gà đó anh. Dễ gì bác sĩ nó làm mà mày đâu có bươi ra được mày. Mày ngồi mày đợn chơi chơi đi. Đừng đó. Bác sĩ đâu cho lại con lấy ra. 10 ngày lận. Đây nè, cuối tuần để cho ông nội ngủ con. Nó thấy ổng nằm hoài thế nó leo lên nó kêu. Mà bữa nay mới đi bệnh về được 2 bữa mổ nè. Nhổ răng mổ rồi đi xuống dưới này nằm rồi nè, đâu cho bà con coi đi. Hello bà con đi. Hello bà con, hello mấy bà mấy ông, con là cháu nội của ông Liêm Nhân Lan đây, thằng Nguyễn Thanh Quậy. Ông nội con đặt tên con á là Nguyễn Thanh Quậy. Ủa, quậy thiệt chứ không phải quậy chơi. Ai da, làm sức. Ôi da, Phật ơi, trời đó mẹ ơi, quậy gì vậy? 11 giờ nó còn quậy. Ai da, chồng làm sức. Bữa nay sao bị cái gì vậy ta? Ở cái lỗ tai nó, nơi nó xăm á. À, cái lỗ tai nó, bà bác sĩ người ta xăm cho nó đó. Tại nó thiến rồi thì bác sĩ mới xăm cái lỗ tai. Nó ngứa, gãi cho nó đi anh. Mà xa cái lật cái này nè. Mà xa nó tùm lum đi, nó bị cái gì đó. Chết rồi. Đó, chung vô sàn không được rồi, chết rồi, chết rồi. Mắt dướng cái sàn lại rồi, chung không được rồi. Đó, chung không được rồi. Ông nội 11 giờ đêm rồi nó không cho ngủ. Ngủ là trời cưng gì đó. Hãy cho bà không bị. Quậy. Quay. Quậy.
quay. Nó không cho quay. Nó không thích quay phim. Giống nó quậy xong gần 1 giờ sáng, bây giờ bắt đầu nó ngủ. Bà con nhìn nó ngủ nằm thấy thương không? Không biết nằm kiểu gì thấy thương hết biết luôn vậy đó. Chắc tại mình nuôi rồi, chó của mình cưng quá bà con ơi. Hai chồng thương lắm, có nó vui lắm. Nói chuyện khùng điên với nó gì chứ đỡ buồn dữ lắm. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim nha. Bà con có thương nhớ đăng ký ủng hộ dùm Lan. Lan cũng cảm ơn rất nhiều tất cả bà con bỏ thì giờ coi video của Lan. Lan thành thật cảm ơn. Chúc bà con ngày mới vui vẻ, khỏe mạnh. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.